trong dòng chảy của lịch sử, bên Trung Quốc có các triều đại hiếu chiến, mưu đồ bành trướng bá vương, luôn lầm le xâm lược Đại Việt. Theo dấu chân những kẻ xâm lăng, như Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên sung cứ một phương, thì ở nước Việt nhỏ bé của chúng ta, không bao giờ chịu khuất phục, thời đại nào hào kiệt cũng có. Tương ứng với thời đại Nam Hán, tràn sang xâm lược nước ta, Ngô Quyền đã đứng lên và nhấn chìm quân giặc xuống bùn đen bạch đằng. Hôm nay chúng ta trở về quá khứ, để được biết rõ về ông và để chứng kiến chiến công hiền hách của vị vua đất Đường Lâm Ngô Quyền còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương, ông là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân ta đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng, chính thức kết thúc gần 1.000 năm bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, lập ra nhà Ngô chỉ vì từ năm 939 đến năm 944. Ngô Quyền nằm trong danh sách 14 vị anh hùng dân tộc Việt Nam. Phan Bội Châu xem ông là vị tổ trung hưng của Việt Nam. Ngô Quyền sinh ngày 17 tháng 4 năm 898 trong một dòng họ hào trưởng có thế lực. Cha là Ngô Mân, làm chức châu mục đường lâm. Ngô Quyền được sử sách mô tả là bậc anh hùng tuấn kiệt, có trí dũng, uy lực và mưu lược hơn người theo đại việt sử ký toàn thư khi ngô quyền vừa mới sinh ra thì có ánh sáng lạ đầy nhà dung mạo khác thường có ba nốt ruồi ở lưng thầy tướng cho là lạ bảo có thể làm chủ một phương nên mới đặt tên là quyền ngô quyền lớn lên khôi ngô mắt sáng như chớp dáng đi thong thả như hổ có trí dũng sức có thể nâng được vạc bằng đồng muôn người đều lấy làm lạ và con người ấy mỗi ngày một lớn lên thông minh tháo vát giỏi giang hơn người và thời bấy giờ, nhà đường ở Trung Quốc sang xâm lược nước Việt. Từ giữa thế kỷ thứ 9, nhà đường phải đối phó với hai biến cố lớn là nông dân khởi nghĩa và phiên chấn cát cứ. Năm 907, nhà đường mất, Chu Ôn lập nên nhà hậu lương, bắt đầu cuộc loạn ngũ đại, sử Trung Quốc gọi là ngũ đại thập quốc. Ở miền Nam Trung Quốc, tiết độ sứ Quảng Châu là Lưu Nham, đã cát cứ và dựng nước phía Nam, gọi là Nam Hán. Năm 905, nhân việc nhà đường có loạn, một thổ hào người Việt là khúc thừa dụ, nổi lên đánh đuổi người Trung Quốc, chiếm giữ phủ thành, xưng là tiết độ sứ. Năm 907, khúc thừa dụ chết, con là khúc hạo lên thay. Khúc hạo sai con của ông là khúc thừa Mỹ, làm hoan hảo sứ sang dò xét nhà Nam Hán. Năm 917, khúc hạo chết, khúc thừa Mỹ lên thay, cho người sang nhà lương của chú ôn lĩnh tiết Việt. Ông muốn lợi dụng sự mâu thuẫn giữa nước lương và Nam Hán để củng cố sự nghiệp tự cường của mình. Vua Nam Hán là Lưu Cung tức giận, xua quân chiếm cứ giao chỉ. Năm 930, tướng Nam Hán Lý Khắc Chính đem binh đánh, bắt được khúc thừa Mỹ, Lý Khắc Chính lưu lại giao chỉ. Trong tình thế nước Việt nguy khốn, thì có một hào trưởng người Ái Châu, thuộc Thanh Hóa ngày nay, là Dương Đình Nghệ nuôi 3.000 con nuôi, mưu đồ khôi phục đất nước. Ngô Quyền làm nhà tướng cho Dương Đình Nghệ, lớn lên được Dương Đình Nghệ gả con gái cho, và giao quyền cai quản Ái Châu, đất bản bộ của họ Dương. Năm 931, Dương Đình Nghệ phát binh từ Thanh Hóa ra Bắc, đánh đuổi quân Nam Hán, đánh bại Lý Tiến và quân cứu viện do Trần Bảo chỉ huy, chiếm giữ bờ cõi nước Việt, xưng là Tiết độ sứ. Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu lúc này là Kiều Công Tiễn, do tham lam và ngu muội nên đã sát hại Dương Đình Nghệ, hắn trở thành vị Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ cuối cùng trong thời kỳ tự chủ nhưng Kiều Công Tiễn lại không có chỗ dựa chính trị vững chắc, hành động tranh giành quyền lực của hắn, bị phản đối bởi nhiều thế lực địa phương, và thậm chí nội bộ họ Kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, lúc này, Kiều Công Tiễn vội vã cầu cứu nhà Nam Hán. Biết rõ âm mưu của Công Tiễn, Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn, rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Khi quân Nam Hán tập trung, nhằm đánh chiếm Đại Việt, Giàn thành trận địa lớn trên sông Bạch Đằng, nhưng bị quân dân ta, đứng đầu là Ngô Quyền, đã đánh tan lực lượng quân thù. Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược tính hải quân của nhà Nam Hán, đồng thời cũng kết thúc thời kỳ Bắc thuộc của Việt Nam. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô. Sau này Ngô Vương qua đời ở tuổi 47, chỉ vì được 6 năm sau cái chết của ông, nhà ngô suy yếu nhanh chóng, không khống chế được các thế lực cắt cứ địa phương và sụp đổ vào năm 965. Tháng 10 năm 938, Ngô Quyền truy sát Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn chạy sang Trung Quốc cầu cứu quân Nam Hán. Lợi dụng cơ hội đó, Nam Hán kéo sang xâm lược tính hải quân lần hai. Năm 938, sau khi Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền được tin về việc phản nghịch của Công Tiễn và thấy việc công tiễn quy phục nam hán là nguy hại cho cuộc tự chủ mà họ khúc và dương đình nghệ cố gắng xây nền móng nên phát binh từ ái châu ra đánh kiều công tiễn kiều công tiễn sai sứ sang đút lót để cầu cứu với nhà nam hán sách an nam trí lược viết rằng công tiễn bị ngô quyền vây sức yếu bị thua mới cầu cứu nhà nam hán vua nam hán là lưu cung nhân giao chỉ có loạn muốn chiếm lấy lưu cung phong cho con mình là vạn vương Lưu Hoàng Tháo làm giao vương, đem quân cứu Kiều Công Tiễn. Nhưng khi quân Nam Hán chưa sang, thì vào năm 938, Ngô Quyền đã giết được Kiều Công Tiễn. Lưu Cung tự làm tướng, đóng ở Hải Môn để làm thanh viện. Lưu Cung hỏi kế ở Sùng Văn Sứ là Tiêu Ích. Tiêu Ích nói rằng, Nay mưa dầm đã mấy tuần, đường biển thì xa xôi nguy hiểm, Ngô Quyền lại là người kiệt hiệt, không thể khinh xuất được. Đại quân phải nên thận trọng chắc chắn, dùng nhiều người hướng đạo rồi sau mới nên tiến song lưu cung không nghe theo ngô quyền nghe tin hoàng tháo sắp đến ông bảo các tướng tá rằng hoàng tháo là đứa trẻ khờ dại đem quân từ xa đến quân lính còn mỏi mệt lại nghe công tiễn đã chết không có người làm nội ứng đã mất vía trước rồi quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt của chúng tất sẽ phá được nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vặt nhọn đầu bịt sắt, đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước chiều lên, vào trong hàng cọc, thì sau đó ta dễ bể chế ngự, không cho chiếc nào thoát ra được. Ngô Quyền lập mưu kế kỹ càng, rồi cho đóng cọc ở hai bên cửa biển. Khi nước chiều lên, Ngô Quyền sai người đem thuyền nhẹ ra, khiêu chiến rồi rút thuyền về để dụ quân Nam Hán đuổi theo. Hoàng Tháo quả nhiên tiến quân vào, khi binh thuyền đã vào trong vùng cắm cọc nước triều rút cọc nhô lên ngô quyền tiến quân ra đánh ai nấy đều liều chết chiến đấu quân nam hán không kịp sửa thuyền mà bị nước triều rút xuống rất gấp thuyền đều mắc vào cọc mà lật úp toàn bộ rối loạn tan vỡ quân lính chết đuối rất nhiều ngô quyền thừa thắng đuổi đánh bắt được hoàng tháo giết đi vua nam hán cao tổ là lưu cung đồn trú ở cửa biển để cứu trợ cho hoàng tháo nhưng không làm gì được thương khóc thu nhặt quân lính còn sót rút về và cố chạy thoát thân không dám phục hận được nữa sau này trong bài thơ bình ngô đại cáo nguyễn trái đã viết rằng lưu cung tham công nên thất bại hai chữ tham công này tức là ngụ ý việc lưu cung muốn lập công cho người trung quốc khi cố gắng đánh chiếm lại tĩnh hải quân vậy nên đã thất bại toàn tập sử gia ngô sĩ liên nhận định trong sách đại việt sử ký toàn thư lưu cung tham đất đai của người muốn mở rộng bờ cõi, đất đai chưa lấy được, mà đã hại mất đứa con của mình, và hại cả nhân dân, tức như Mạnh Tử nói, đem kia mình không yêu mà hại kia mình yêu vậy chăng? Ngô Thị Sĩ nhận định trong sách Việt Sử Tiêu Án, như sau. Lưu Nghiễm, tức Lưu Cung, ngấp ngó Giao Châu, thừa lúc định nghệ mới mất, cậy có quân ứng viện của công tiễn. Chắc rằng có thể đánh một trận phá được Ngô Quyền, nhân thế lấy được nước Nam, dễ như lấy đồ trong túi vậy nếu không có một trận đánh to để thỏa nhuệ khí của Lưu Nghiễm, thì cái tình hình ngoại thuộc lại dần dần thịnh lên, cho nên trận đánh ở Bạch Đẳng là cái căn bản khôi phục quốc thống đó. Sau này Đinh, Lê, Lý, Trần còn phải nhờ dư liệt ấy. Võ công hiển hách của Ngô Quyền, tiếng thơm nghìn đời, đâu có phải chỉ khoe khoang một lúc bấy giờ mà thôi. Như vậy, Ngô Quyền đã giết được nghịch thần công tiễn, đồng thời phá được giặc mạnh hoàng tháo. Đó là nội phản và ngoại xâm là lũ bán nước và cướp nước, phá hoại dân lành. Và rồi, Ngô Quyền lên ngôi ngày 1 tháng 2 năm 939. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng là Ngô Vương, xây dựng nhà nước tự chủ, trở thành vị vua sáng lập ra nhà Ngô, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, gọi Ngô Quyền là tiền Ngô Vương. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, mùa xuân, vua bắt đầu xưng vương, lập dương thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi phẩm phục, còn sách việt sử tiêu án chép rằng ngô vương giết công tiễn phá hoàng tháo tự lập làm vua tôn dương thị làm hoàng hậu đặt đủ một trăm quan dựng ra nghi lễ triều đình định các sắc áo mặc đóng đô cổ loa thành làm vua được sáu năm rồi mất về lãnh thổ khi ngô vương cai trị học giả đào duy anh cho rằng các triều đại phong kiến đầu tiên cai trị tám châu là giao lục phong trường ái diễn hoan phúc lộc nằm trên đất giao châu cũ. Ngô Quyền chỉ có quyền lực ở các châu miền Trung Du và miền Đồng Bằng Bắc Bộ, vùng Thanh Nghệ, còn miền Thượng Du là các châu Kim Mi, là các châu tự trị, chỉ phải cống nạp của nhà đường trước kia do các tu trưởng nắm giữ mà độc lập. Những người thân cận, các tướng tá cùng các hào trưởng địa phương quy phục đã được nhà Ngô Phong tước, cấp đất, như Phạm Lệnh Công ở Trà Hương, Nam Sách, Hải Dương, Lê Lương ở Ái Châu, Đinh Công chứ, là cha của Đinh Bộ Lĩnh ở Hoan Châu. Thời nhà đường cai trị nước Việt, dùng huyện Tống Bình và xây thành Tống Bình làm trị sở của họ, tức là phần đất thuộc Giao Châu, bên sông Tô Lịch. Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền không đóng đô ở trị sở cũ của nhà đường, như họ khúc hay dương đình nghệ nữa, mà chuyển kinh đô lên cổ loa, thuộc Phong Châu, ở huyện Đông Anh, tỉnh Phúc Yên cũ. Lý giải cho việc Ngô Quyền không chọn Đại La Sầm Uất và có truyền thống nhiều thế kỷ là trung tâm chính trị trước đó các sử gia cho rằng có hai nguyên nhân tâm lý tự tôn dân tộc và ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước từ kinh nghiệm cũ để lại thứ nhất là ý thức dân tộc trỗi dậy tiếp nối quốc thống xưa của nước u lạc ngày trước quay về với kinh đô cũ thời u lạc biểu hiện ý chí đoạn tuyệt với đại la do phương bắc khai lập thứ hai là đại la trong nhiều năm trước đã là trung tâm cai trị của các triều đình Trung Quốc đô hộ Việt Nam, là trung tâm thương mại sầm uất nhiều đời, chủ yếu của các thương nhân người Hoa nắm giữ. Đại La do đó là nơi tụ tập nhiều người phương Bắc, từ các quan lại cai trị nhiều đời, các nhân sĩ từ phương Bắc sang tránh loạn, và các thương nhân. Đây là đô thị mang nhiều dấu vết, cả về tự nhiên và xã hội của phương Bắc, và thế lực của họ ở Đại La không phải nhỏ. Do đó, lực lượng này dễ thực hiện việc tiếp tay, làm nội ứng khi quân phương Bắc trở lại. Điển hình là việc khúc thừa Mỹ nhanh chóng thất bại và bị Nam Hán bắt về phiên ngung. Rút kinh nghiệm từ thất bại của khúc thừa Mỹ, Ngô Quyền không chọn Đại La. Và theo tạ trí đại trường, chiếm giữ Đại La xong, Ngô Quyền không đóng đô nơi phủ trị cũ, mà lại tìm một vị trí bên lề để canh chừng. Tại sao lại như thế? Vì còn tự ti thấy mình chưa đủ sức thay thế chủ cũ, hay vì cái thế Đại La chống trải trong tầm sông nước? dễ dàng cho sự xâm lấn của Nam Hán. So với cổ loa khuất lấp hơn một ít mà vẫn còn có ngôi thành kén của Mã Viện làm thế đương cự, dù sao thì sự từ chối Đại La cũng là một dấu vết co cục. Để thấy tính chất địa phương nổi lên, không những chỉ trong gia đình ông, mà còn thấy trong cách ứng xử của các tập đoàn quyền lực khác ở phủ đô hộ cũ nữa. Chỉ vì được 6 năm, đến năm 944 thì Ngô Quyền mất, khi ông mất thì tuổi đời còn quá trẻ lúc ấy mới là độ chín của tài năng nở rộ. Ngày 14 tháng 2 năm 944, Hưởng Dương 47 tuổi, trước khi chết, ông đã di trúc cho Dương Tam Kha, phò tá con của mình là Ngô Sương Ngập. Ông không có miếu hiệu và thụy hiệu, sử sách xưa nay chỉ gọi ông là Tiền Ngô Vương. Sách Thiền Uyển Tập Anh, phần chuyện quốc sư khuôn Việt thì có nhắc là Ngô Thuận Đế. Nhưng tên gọi này không sử dụng nhiều và không rộng rãi. Khi Ngô Sương Ngập làm vua, thì bị người phò tá át quyền, dần dần Dương Tam Kha cướp ngôi của cháu, tự lập mình làm vua, xưng là Dương Bình Vương, lấy Ngô Sương Văn, con thứ hai của Ngô Quyền làm con nuôi. Ngô Sương Văn sau này, dẫn quân quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Vào năm 950, Ngô Sương Văn tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Ngô Sương Văn cho người đón anh trai Ngô Sương Ngập, đang trốn ở Nam Sách trở về. Và lúc này, cả Ngô Sương Ngập cũng làm vua. Tự xưng là Thiên Sách Vương, từ 951 đến năm 954. Thời điểm này, từ năm 951 đến 956, lần lượt các thế lực họ Đinh, họ Dương và hoàng tộc nhà Ngô cát cứ chống đối với triều đình cổ loa. Tình hình xã hội trở nên rối ren, kéo bè mảng và kết cánh, tạo điều kiện cho nhiều lực lượng nổi lên, mở đầu cho thời kỳ loạn 12 sứ quân. Ngô Quyền có thể lấy quân mới họp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của lưu hoàng tháo mở nước xưng vương làm cho người phương bắc không dám quay lại nữa có thể nói ông là một cơn giận mà yên được lòng dân mưu giỏi mà đánh cũng giỏi vậy tuy chỉ xưng vương chưa lên ngôi đế đổi niên hiệu nhưng chính thống của nước việt ta ngõ hầu đã nối lại được đại việt sử ký toàn thư ngô sĩ liên viết rằng mưu tài đánh giỏi làm nên công dựng lại cơ đồ đứng đầu các vua đồng thời cho rằng cách thức cai trị của ông có quy mô của bậc đế vương. Phan Bội Châu tôn vinh ông là vua tổ phục hưng dân tộc, ngô tiền chúa giết được nghịch thần công tiễn, phá được giặc mạnh hoàng tháo, đặt ra cấp bậc các quan văn võ, định chế độ luật lệ y phục, thực là bậc tài giỏi cứu đời. Song ký thác không được người tốt, để lại tai vạ cho con. Khảo Tổng Luận, Lê Tung Theo Trần Trọng Kim chép trong Việt Nam sử lược như sau, ngô quyền trong thì giết được nghịch thần, báo thù cho chủ. Ngoài thì phá được cường địch, bảo toàn cho nước, thật là một người trung nghĩa lưu danh thiên cổ, mà cũng nhờ có bàn tay ngô quyền. Nước Nam ta mới cởi được ách bắc thuộc hơn một nghìn năm, và mở đường cho Đinh, Lê, Lý, Trần, về sau này được tự chủ ở cõi Nam vậy. Ông mất đi, là một mất mát lớn đối với vận mệnh dân tộc lúc ấy, mất đi một tiếng vang làm chấn động phương Bắc, để rồi chúng lại có ý lắm le. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chỉ ghi quê ngô quyền và phùng hưng là đường lâm không chú thích cụ thể trong khi việt điện u linh và lĩnh nam trích quái viết thời trần cho thấy nhiều mối liên hệ về đường lâm như sông phúc lộc tức phúc thọ gần đỗ động tức quốc oai thanh oai và gần phong châu tức vĩnh tường việt trì còn sử liệu trung quốc cho biết đường lâm được lập dưới thời đường với những điểm chính do thứ sử trí châu thu phục thêm dân gần côn minh bắc lâu tức Tây Bắc Việt Nam và Vân Nam, Trung Quốc, lập nên. Ở gần Trường Châu, tức Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và dân ta nổi dậy chiếm lấy, nên hai châu cùng bị bỏ. Phong tục giống Ái Châu, tức Thanh Hóa, và đi mất hai ngày tới Hoan Châu, tức Nghệ An. Hiện có bốn luồng ý kiến tranh luận về đường Lâm là Thuộc Ái Châu, tức Thanh Hóa, do Lê Tắc, một người Thanh Hóa viết ở sách An Nam Chí Lược vào thế kỷ 14, bản thân Ngô Quyền là con rể và nha tướng của Dương Đình Nghệ, người Thanh Hóa. Mỹ Lương và Hoài An, tức vùng núi Thạch Thất, Quốc Oai, Trường Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Lương Sơn, Kim Bôi, nằm giữa Hà Nội và Hòa Bình, thời Trần, là huyện Đại Đường, do Ngô Thị Sĩ và Phan Huy Chú xác định vào thế kỷ 18. Hiện có nhiều đền thờ Ngô Quyền, Phùng Hưng và đặc biệt có hai làng hiếm hoi còn thờ Ngô Sương Xí. Sí và nhận nơi đây cũng là Bình Kiều. Phúc Thọ, tức Sơn Tây, Hà Nội, do Nguyễn Văn Siêu và Quốc sử Quán Triều Nguyễn Soạn vào thế kỷ 19. Hiện nơi này được công nhận rộng rãi, có đền Phùng Hưng và lăng mộ Ngô Quyền. Phía Tây Nam Hà Tĩnh, do Đảo Duy Anh viết vào thế kỷ 20. Hiện cũng không có dấu vết gì liên quan tới Phùng Hưng và Ngô Quyền, dù nơi đây vẫn có những câu chuyện lưu truyền về thân thế Mai Hắc Đế hay tuổi thơ Đinh Bộ Lĩnh về vợ con ông thì có dương hậu bà là con gái của dương đình nghệ kết duyên cùng với ngô quyền khi ông trở thành nha tướng của dương đình nghệ một cuộc hôn nhân mang nhiều ý nghĩa liên minh chính trị một số tài liệu ghi rằng bà tên là dương như ngọc hoặc dương thị vi thờ ở đình làng nguyễn xá trước là ngô xá xã bồ đề huyện bình lục tỉnh hà nam nhưng theo nhà sử học lê văn lan thì đấy chỉ là một cái tên do người đời sau đặt để phân biệt với bà dương hậu khác là bà dương vân nga bản thân cái tên dương vân nga cũng chỉ là cái tên trong dân gian mà hậu thế đặt cho bà chính sử chỉ gọi bà là dương thị đỗ phi bà đỗ thị sa là người ở làng dục tú huyện đông anh hà nội hiện nay trước kia có đền thờ bà ở gần cầu tây dục tú nhưng nay đã bị phá nhà thờ họ đỗ ở thôn hậu dục tú vẫn còn đôi câu đối nói về cuộc hôn phối giữa bà và ngô quyền mang ý nghĩa liên minh chính trị ngô đỗ nhưng theo gia phả họ đỗ tại đây, bà là cung phi vương phủ, tức là phi của một vị chúa nào đó, sống cách thời ngô quyền chừng 700 năm, chứ không phải phi của ngô quyền. Kết quả nghiên cứu nói trên, do nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Chiến thực hiện và báo cáo trong hội thảo khoa học ngô quyền với cổ loa, sau đó được in thành sách với tên như trên vào năm sau, 2014 do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam ấn hành. Về các con Thiên sách vương ngô xương ngập là con trai trưởng của Ngô Quyền, được phỏng đoán sinh ra vào khoảng thập niên thứ hai của thế kỷ 10. Tiền Ngô Vương truyền ngôi cho Ngô Sương Ngập, nhưng bị Dương Tam Kha cướp ngôi, Sương Ngập phải bỏ trốn. Năm 950, Dương Tam Kha bị lật đổ, ông được em là Nam Tấn Vương Ngô Sương Văn đón về, hai anh em cùng làm vua. Năm 954 ông mất. Nam Tấn Vương Ngô Sương Văn là con trai thứ hai của Ngô Quyền, mẹ là Dương Hậu. Ông đã làm đảo chính, phế chuất Dương Bình Vương, Trung Hưng lại cơ nghiệp nhà Ngô. Chỉ vì cùng với anh là Thiên Sách Vương, từ năm 950 đến năm 954, sau đó ông một mình trị nước từ năm 955 đến năm 965 thì mất. Đến đây thì nhà Ngô sụp đổ. Ngô Nam Hưng là con trai của Ngô Quyền, mẹ là Dương Hậu, không được sử sách để cập gì thêm. Ngô Cản Hưng là con trai của Ngô Quyền, mẹ là Dương Hậu, không được sử sách để cập gì thêm. Hiện nay ở làng Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội có đền và lăng thờ Ngô Quyền. Ngoài ra còn có gần 50 nơi khác có liên quan thờ Ngô Quyền và các tướng lĩnh thuộc triều đại Ngô Vương. Trong đó nhiều nhất thuộc vùng đất Hải Phòng có tới 34 di tích, Thái Bình 3 di tích, Hà Nam 1 di tích, Phú Thọ 1 di tích, Hưng Yên 3 di tích. Đền thờ và lăng Ngô Quyền ở thôn Cam Lâm, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây là một địa chỉ du lịch và tâm linh nổi tiếng của làng cổ này. Đền được xây dựng bằng gạch, lợp ngói mũi hải, quay về hướng đông, có tường bao quanh. Qua tam quan, hai bên có tả mạc, hữu mạc, mỗi dãy nhà gồm năm gian nhỏ. Đại bái có hoành phi khắc bốn chữ, tiền vương bất vọng. Ngày nay tòa đại bái được dùng làm phòng trưng bày về thân thế, sự nghiệp của ngô quyền và nhà triển lãm chiến thắng Bạch Đằng. Hậu cung kiến trúc theo kiểu chữ đinh, có tượng ngô quyền, đã được tu tạo vào năm 1877. Lăng Ngô Quyền có mái tre cao 1,5m, bia đá được khắc thời Tự Đức có ghi bốn chữ Hán Tiền Ngô Vương Lăng. Tiền Ngô Vương Lăng đã được trùng tu năm 2013 với vốn đầu tư trùng tu lăng là 29 tỷ đồng, trong đó gia tộc họ Ngô đóng góp 30%. Trước năm 1945, đền thờ Ngô Quyền có hai mẫu ruộng do ba xóm Đông, Tây nam của làng Cam Lâm thay nhau cấy lúa để sửa soạn tế lễ. Lễ vật gồm một con lợn nặng 50 kg, 30 đấu gạo nếp để thổi sôi, chầu cau, hương hoa. Trong hai ngày tế lớn là ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch, làng cử một thủ tử và 8 tuần phiên để canh gác nhà thờ. Tại thành phố Hải Phòng, có nhiều di tích gắn liền với Ngô Quyền cùng với chiến thắng năm 938. Tương truyền trước khi đánh quân Nam Hán, Ngô Quyền đã đóng đại bản doanh, triều binh tập mã ở khu vực Từ Lương Sâm, nay thuộc quận Hải An Hải Phòng. Khu vực Vườn Quyến, quận Ngô Quyền, tương truyền xưa kia từng là nơi Ngô Quyền, cho binh sĩ tập luyện để chuẩn bị chiến đấu, tại đây. Ngô Quyền đã cho bắc một cây cầu gọi là cầu gủ, nối liền doanh trại với làng Đông Khê, để thuận tiện cho việc đi lại và tiếp tế của nghĩa quân và nhân dân. Nhân dân các làng quanh khu vực nghĩa quân đóng trại cũng đã hăng hái sung phong làm quân cận vệ và tham gia vào công việc chuẩn bị, gọt đẽo và đóng những cọc gỗ xuống lòng sông Bạch Đằng để đánh quân Nam Hán. Hàng năm vào trung tuần tháng 2 âm lịch, đình, miếu, các làng ở quanh khu vực này đều mở hội, cúng tế rất linh đình, ngoài ra còn có hát ả à đào, hát trèo, múa hạc gỗ và nhiều trò chơi dân gian khác. Quanh khu vực hạ lưu sông Bạch Đằng có đến hơn 30 đền miếu thờ Ngô Quyền và các tướng của ông, trong đó nhiều nhất là ở thành phố Hải Phòng các bạn vừa cùng chúng tôi trở về với khí thế bạch đằng những ngày đầu, lần đầu chiến thắng phương Bắc trên dòng sông huyền thoại. Video về vị vua của các vị vua xin được khép lại ở đây, cùng với chiến công trên sông Bạch Đằng năm 938 là những khí thế nối liền những vẻ vang to lớn sau này. Của quân và dân ta trong những lần kháng chiến, đây là một trong những dấu mốc quan trọng nhất của lịch sử, bởi vì dấu mốc ấy là dấu chấm hết của một nghìn năm Bắc thuộc, nhấn chìm sự cai trị hà khắc thâm độc và đê hèn của bọn bành trướng đối với dân tộc ta, nhân dân đất nước ta. Các bạn thân mến, với những thông điệp mang ý nghĩa lịch sử to lớn về Ngô quyền, có những gì ấn tượng với quý vị, hãy để lại bình luận giúp chúng tôi, chia sẻ và nhấn đăng ký để sớm nhận được những bài mới, những video tiếp theo bổ ích và thú vị. Chúc các bạn xem và tìm hiểu lịch sử ý nghĩa, hạnh phúc, chúc các bạn sức khỏe và thành công. Trân trọng và hẹn gặp lại.